mà ồn ào ở đó chị không biết hả? Ủa em, cái gì vậy? Mày muốn cái gì? Nói đi, tôi mua chưa? Hả?
Khất Đại Hiệp. Dạ Hành Khất Đại Hiệp. Hành Khất Đại Hiệp lấy cái cây mà đá cậu bỗng của Hành Khất Đại Hiệp á, đập vô đầu tôi nè. Dạ Thiếu Hiệp. Dạ tại hạ không dám. Dám vậy đi, còn dám gì không dám. Tại sao không lấy cái cây nghị đồng với đường nghe dám á, đập vô đầu tôi đi, cho tôi chết đi chứ vừa lòng hay cho con không. Trời ơi, vậy hai cho con nghĩ sao vậy? Tôi nói hoài à, game online hoài à. Bây giờ tôi tuyên bố nghe chưa, mỗi một ngày á, hai cha con ông á chỉ có quyền chơi game online một tiếng đồng hồ thôi. Tất cả nhân viên trong công ty này cũng vậy nữa, giờ nào chơi ra chơi, giờ nào làm ra làm, giờ nào học ra học chứ. Tại sao chơi game mà quên ăn quên học luôn vậy? Nếu như hai cha con ông á mà còn mê game online, mà mê võ lâm truyền kỳ vậy mà bỏ học bỏ làm á, biết tay tôi à. Tiểu muội à. Trời ơi dở à. Biết ơi.